Chào bà con cô bác, ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 năm 2020, em tiếp tục lên lô bonsai mới của em. Em cảm ơn bà con cô bác đã ủng hộ em trong clip ngày 30 tháng 4 vừa qua. Lên quá trời bà được bà con cô bác ủng hộ em, 14 cây với một cây lẻ đã ra đi mãi mãi không về với em nữa. Trước màn hình nhỏ của bà con cô bác là một cây mai dáng chùm lắc đế cũ. Quá trời cái cây mai đế của nó nè. Nói chung mặt bên này có mà nó không mặt bằng mặt bên kia. Đó, nhìn dạng nhìn cái dạng đế này nó có duyên lắm. Nguyên một củ nè. Hàng của em thì em cũng nói bà con cô bác luôn, hàng của em chỉ là hàng bonsai chứ không phải là những cái mặt hàng mà gọi là cây đại. Em ít lên cây đại dữ lắm. Bonsai của em gọi là bonsai tầm trung. Những cái hàng này mình về nhà mình chơi thì mình để chậu này nhỏ thôi, 40 50 thôi. Lâu lâu mới được cây 60 này kia. Đây. Hoành 26. Chiều cao 49. Cũ 51. Ngang chỗ này. Cũng vậy luôn. Chỗ này 60, cái này nằm chậu 40 lọt lòng. Hàng này thì nói chung mình lựa chọn cái mặt bên kia, mặt tiền đấy, mình sẽ nuôi ra những cái dáng gì, dáng trực ra. Đó. Nói chung cốt cành dưới này là ok hết à. Em hay nói là cốt cành ở trên không quan trọng, có thì càng tốt, không có cũng không sao. Tại vì biết sao, ở trên mình có thể mình nuôi ra không đáng kể, quan trọng nhất là cành 1, cành 2 dưới này. Đó, mình nuôi ra gì lợp ra, múa vài đường cơ vậy thôi. Nói chung là mỗi cái tược thì mình sẽ nuôi được một cành ra là mình có thể mình phân ra cành cấp 1, cấp 2 gì đó. Nói chung mai vàng mình lợp sao cho nó ấm tàn được à. Đó, chẳng hạn như cây mai này, trời ơi nhìn ngoài em nói bà con cô bác, cái dàn đế của nó cực kỳ duyên dáng luôn. Nó bị chóc một lớp da chỗ này nè, em bôi keo vô rồi, không sao hết nha bà con cô bác. Cây số 1 này em giao lưu giá bà con cô bác là 5.600.000, rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Nếu ai thương tình mua ủng hộ giúp em, để em có tiền mua sữa cho con em uống bà con ơi. Cái này nói chung là những cái dàn này thì nó chỉ được cái dàn đế nè, cốt cành, còn quên vàng thăng, còn cốt cành thì mình tự mình nuôi ra bà con, tại vì bonsai mà nó nói chung không có toàn diện được cho lắm, lâu lâu mà mình được cây gọi là cây toàn diện. Rồi giờ em lên cây số 2. Rồi cái này là cây số 2, cây trực lắc dáng hình thú đế là bao đẹp luôn. Đế thì nói chung cũ nó vậy đó. Em thì lâu lắm rồi em đi hay thường thường giao cây, em sẽ có cái tem này nè, chuyên cung cấp phôi mai vàng miền Nam tại Lê đó. Cái tem này thì nói chung nó cũng lợi hại lắm. Em có thằng em đó, em kêu nó mày cầm cái mấy trăm này mày đi mày gặp những cái xe tải này kia mày dán cho tao, mày lo cho tao, để em lo ra cái chuyện này em nhanh lắm. Trời đất ơi, nó dán đi đâu, mình thì mình tưởng nó dán thì những cái xe gọi là cái xe đi khách tỉnh, không, nó dán lên xe ôm dán lên xe ba gác vòng vòng khóm em nè. Bởi vì công nhận là em bán mai đến nỗi mà ở xóm này ai cũng biết hết trơn. Biết cái giờ mà em không biết các tỉnh người ta có biết đến em hay là không. Giống như bạn hữu đường xa vậy đó, mình cầm mình dán lên vậy nè. Má, chơi gì nó phải tới. Thì kể từ đây về sau em sẽ mỗi cây của em sẽ dán cái tem này của em lên. Khỏi đụng hàng, đụng hét gì ai hết trơn. Em làm cái gì cũng vậy. Người ta hay nói là em ăn cắp ý tưởng của em trước giờ là toàn bị ăn cắp không chứ. Hoành của nó là hoành 27, chiều cao 42. Cây này nói chung là cây hình thú nhưng mà có cái đường thân của nó nè, không cốt cành ok hết nè ha, rất là dễ nuôi. Tại vì những cây mai nó có cốt cành, dáng thế của nó nhìn cũng hơi bị tê nha, tại vì cái dàn cũ nữa nè, thấy không. Những cây mai bonsai mà hoành cả hai mấy mà cái cũ nó ba lớn. Cũ này thì nó bẹt ra, bây giờ nó hơi khó đo, nhưng mà em đo là cho bà con ước tính xem cái cũ nó cỡ nào. Ví dụ như đo cỡ này nè, đo về không phải gọi là gian, chỗ này không có 50 mấy, về nhà nằm chậu 40 lọt lòng. Hàng này vẫn là hàng bông đẹp. Trời ơi, mắc cười, gặp nó mày kêu dán hết chưa? Dán rồi, em lo cho anh xong hết rồi. Hết rồi, dán sơm chơi gì đó. Rồi cái này là cây số 2, viết lông đâu, cầm hồi đâu mất tiêu rồi. Cây số 2 này em giao lưu giá bà con cô bác là 4.700.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Nếu ai thương tình mua ủng hộ tiếp em nha.
Nếu ai coi clip này thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp em nha. Giờ em lên cây số 3. Dạ rồi, cây này là cây số 3 bà con cô bác ơi, trực lắc. Thế của nó là bao đẹp luôn nha bà con cô bác. Cây này gọi là cây phôi, cây phôi hơi trụi. Nó chỉ có đúng có cành một mà. Còn mấy cây mình nuôi ra. Nói chung là những anh em thì thích dáng thế vô cây này là rất đẹp nha. Đế của nó thì đế cũ, nôm căng thẳng xuống. Thân của nó là thân trực lắc. Mình mẩy của nó là đang mang theo một cái vết tích gọi là đang nhóm sù. Bông của nó là mang theo một cái lòi hoa rất là đẹp, giáo duyên, giáo hột đó. Trời, cho mai nhìn ngoài bá đạo lắm nha bà con, cực kỳ tê luôn. Hoành lột 120 mấy hoành luôn, hoành 28 cũ chỗ này 48 chiều cao. Ý, công an 47 chắc là nói tới vấn đề công an mới nhớ tới. Hôm bữa anh giao thông nào đó, anh gọi anh hỏi cây mai mà mình quên ở Hậu Giang. Anh ơi, anh có coi clip này, anh nhớ gọi lại cho em nhận. Anh nhận em lời xin lỗi đi anh, em quên mất tiêu đi nữa. Rồi, cây này là cây số 3. Cây số 3 này em giao lưu giá bà con cô bác là 5.500.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. À, giờ em lên cây số 4. Dạ rồi, cây này là cây số 4 bà con cô bác ơi. Cây hình thú dáng quái, hơi hơi thú nha, chứ không phải là thú dữ nha. Quay vòng bà con cô bác coi nè. Lấy một thước dục vô, dục vô. Cây này nó có cái bụng đẹp lắm nè. Nè, bụng nè. Chẳng hạn như những cái cây mai khác nó co cái đi lên, còn đây nó bẹt xuống dưới này. Thế thì bốn mặt nha bà con. Nè, nhìn cái gang tay em nè. Dạo này em có cái cách này để cho bà con cô bác coi. Tại vì gang tay thường thường những người trưởng thành đi rồi đó, cây này gang tay nào cũng cỡ cỡ gì nè, nó để vô là biết vàng đế này nó nôm xuống như thế nào. Đó, em quay nè. Ui, quá tê. Nói chung cây mai này nuôi theo cái dáng gọi là cây trịch thú bình thường đó. Em trừ một cái nhánh bên này, quên, cây này có một cái mặt thẹo bên này, ngày xưa cắt giật lại đó, nó không bị mục cứng nhắc à. Em ơi, em quên, chỗ này em quên xử lý lại, em bôi keo lại cái nữa. Em bao bà con, hàng bà con chỗ đó không bị mục mét gì hết trơn á. Cây số 4. Chỗ này là chỉ nhét chỗ này vô đo. Hoành 35 ly. Chiều cao 48, đủ ngang ở đây 46, chiều cao của dàn chân của nó chỗ này 17, thì một gang tay mình trung bình từ 21, 22, 20 lên tới 22 gì đó. Em thấy trung bình 2 cái gì chứ, thử ra. Đúng rồi đó. Rồi, cây này là cây số 4. Nói chung cây mai này mình nuôi gì nè, nó ra gì nè, chỗ này nuôi cạnh nè, dài ra, ngắn lại, ngắn lại, ngắn lại, ngắn lại, giữ đó ra một cây mai. Nếu mà vấn đề mà gọi là cây mai thành phẩm thì nó đòi hỏi là thời gian rất là lâu, chứ không phải một cây mai mình nuôi ra ấm tàn mình gọi là thành phẩm. Thực sự không phải, cây mai nó phải thuần chậu bao nhiêu năm rồi cốt cảnh như thế nào đó thì gọi là cây thành phẩm. Còn vấn đề mà chơi bông này, chơi bông thì cũng rất là nhanh thôi. Ví dụ như năm nay mình trồng cuối năm là chơi bông thoải mái. Rồi, cây số 4, cây số 4 này em giao lưu giá bà con bác là 3.800.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Giờ em lên cây số 5. Rồi, cây này là cây số 5 bà con cô bác ơi, thú cốt cành chuẩn nha. Số 5. Ngày nào lên cũng được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình, em cảm ơn. Rất 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 là cảm ơn luôn. Chiều cao 50, nằm chậu 40 lọt lòng. Hoành em đo nhiều thông số ha, chỗ này 25. Này nhét được không ta? Mình chứ mình cái tài mình nhét chuyện nhỏ. Đâm cỡ nào mà đâm không được. Đây, chỗ này 31. Đó, hoành chuẩn đó nghe. Cũ 50. Dàn chân của nó nè. Đó, lại để găng tay vô. Bên này rất là có duyên luôn nè, thấy không?
những cọng rễ nó bự 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 bự. Ví dụ như cây mai em nói, để hai găng tay vô là biết cây mai cũ nó bự như thế nào. Những dàn này là mình nuôi vậy nè, nó cút cành ra, cái này em chừa coi nè, nó dựng đọt lên, múa xuống, ngắn, dài, dài hơn nữa, đó. Là ra một cây mai bonsai mà mình định thường hình em cắt cây bonsai không như mọi người đâu. Ví dụ mọi người khác thì cứ quay vòng, nó cắt bên này qua bên phải này, cắt bên này, cắt bên này, cắt bốn hướng nó hơi khó. Còn em đây thì em chỉ cắt nhanh gọn thôi, ví dụ như mặt tiền bonsai mà và mặt hậu quất xong nhanh gọn lẹ. Đế thì em làm sạch sẽ lắm, nhìn nó vàng khè hết trơn nè, nhìn rất đẹp. Rồi cái này là cây số 5. Cây số 5 này em giao lưu giá bà con bác là 6.500.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Giờ em lên cây số 6. Rồi cái này là cây số 6 bà con cô bác. Chật lát. Quên gắn mít. Dạ rồi cây này là cây số 6 bà con cô bác ơi, chật lát. Em mà cầm micro là chuyên nghiệp lắm. Dân nghệ sĩ mà. Quay vòng nè, đế nè, ui cây nào cũng vậy chứ, nó đế sổ đế nôm mà nôm gọn gàng lắm nha, chứ không phải là nôm bày hay, mặt nào cũng đẹp hết chứ. Nói chung là những hàng này gọi là hàng chơi đế bàn, chiều cao 52, quanh eo. Chỗ này hoành nè, hoành của nó là hoành 30 chính xác luôn. Cũ 46 năm chậu 40 lọt lòng mới được nha. Đó, cây mai này cây mai giống quái, nói chung là thiếu một cành đó, như cành trên dựng lên đó. Này đi vậy nè, mai mốt nó ra chỗ này mình gọt lại chỗ này nữa, nó sẽ liền theo chỗ này lại. Chứ đôi khi mà em để này là một chuyện, nhưng mà có cái mình về sau mình làm ra nó một chuyện khác nữa. Cây mai này gọi là cây mai trực lắc, đế thì đế nôm, nằm chậu 40 lọt lòng. Hàng này chưa lên xù được cái bông đẹp, được cái da bằng khè luôn. Tính ngày hôm nay ngày bắt đầu giải phóng miền Nam, xin hát bài mà thấy ngại quá. Cây số 6 này em giao lưu giá bà con bác là 3.700.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Giờ em lên cây số 7. Rồi cây này là cây số 7 bà con cô bác ơi. 7, cây quái, cây thú. Cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, cây cũ của nó kìa. Cây này em nói bà con cô bác nghe ha. Kiếm cái chậu tứ linh lên nó gọi là đúng bài, cái đít của nó kìa. Dàn đế của nó kìa. Trời đất ơi. Quá trời tê, tê tái cục tình. Vừa đi trong cơn mưa gió buồn. Nó bài gì buồn mà hát bài đó bài gì nữa trời. Hoành. Quan trọng hoành và thông số. Cây mai này đo hoành không có được, chứ do sao nó cái cành này nè, nó kẹp mẹ vô đây đó rồi. Đo đây thì mình thấy nó nhỏ xíu à, có 24 năm mà. Đó, bởi vì em phải nói rõ là bà con, chứ đôi khi em đo hoành đây mới đúng nè. Nó em đo thông số đầy đủ cho bà con coi. Cái cũ nè, trời ơi có 50 rồi trời. Dàn đế của nó sổ bốn mặt, cây này lên chậu 40 lọt lòng không vừa đâu. Cây này là chậu này lọt lòng 42 nè. Kim chậu 50 lên tứ linh. Không biết tứ linh có chậu 50, 60 cái lên cây này vẫn được nữa. Cái dàn chân nó hơi khỏi phải bàn tới. Ví dụ như mặt hậu nè, gọi là mặt quỳ của nó nè. Nhìn nè, đặt sệt trong này luôn. Đó, mặt hậu nó nè. Bên này bên mặt tiền của nó nè, thấy không? Cốt cành ok. Nè. Thấy không, trên đọt không nói đến mà ở đây có cành trên này luôn nè, ra một cây mai liền chứ gì. Hàng này hàng hiếm nha bà con cô bác, bonsai chuẩn, đầu voi đuôi chuột, cây thì già, cây dữ lắm già. Hàng bông đẹp. Rồi cây này là cây số 7. Cây số 7 này em giao lưu giá bà con cô bác là 9.500.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Nếu mà coi clip này thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp em nha. Giờ em lên cây số 8. Dạ rồi, cây này là cây số 8 bà con cô bác ơi. Chật lắc quái. Không phải quái gì cành mau, cũng không phải quái gì cana. Cây này gọi là quái gì cà ghém mắm tôm. Hoành.
27 hà, chiều cao 43. Tự nhiên nay ho lại, trời không lẽ bà chị tôi mới về dùng này sao ta. Hoành cũ của nó là 53, 525 à, cũ như này 525, 5 chậu 40 đọt lòng. Đây, đây, đây ha. Nè, ga nè, ga nè. Nó, nó thấy không, em múa về bà con hiểu đó. Ga, ga nè, ga nè, nó phong nè. Quay vòng, đế bên này nói chung nó cộng hơi bé. Bởi vì cái này nếu mà chỗ này nó bự thì nó đẹp, mà tự nhiên cái chỗ này cộng nó béo quá, ráng nuôi ha bà con. Chỗ này có một hoàng thẹo à. Nói chung cái nào em mua bán phải nói rõ, chứ đôi khi lên mà cây có thẹo hay cây đế yếu này kia nó kỳ lắm. Mình mua bán đôi khi em làm đâu cho nó rõ ràng cái. Dĩ lại à, nè, 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 đó, à, đó, đó, là ra được một cây mai. Rồi, cây này là cây số 8. Cây số 8 này em giao lưu với giá bà con là 3.700.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con của bác gần xa. Giờ em lên cây số 9. Cái nồi đế, cây mai này là cây mai số 9. Trời ơi, cái nồi đế của nó kìa em nói thiệt, bà con của bác là quái, cực kỳ quái luôn. Quay vòng nè, bốn mặt đế nha, chứ không phải là một mặt nữa, bốn mặt đế. Đây, tuy chỗ này hơi yếu chút xíu chứ cây này bá đạo nghe trời đời. Trời đất ơi, chỗ này chưa bô keo. Cây keo nãy dục đêm ta. Đây, dạ kính thưa bà con cô bác, bữa giờ có nhiều anh em hỏi em đây, sản phẩm bên em làm ra, quên, sản phẩm bên em mua về của một bạn em. À, keo này gọi là keo bụi, bữa giờ ai cũng hỏi sao mà keo liền thẹo nó ghê vậy, em cũng đọc số điện thoại đây luôn nha. Là keo bụi, keo siêu liền thẹo 0907 438 778, anh Lâm 0949690009, cha nội Tâm đó, cứ gọi đó. Đây, quay gần lại quảng cáo cho mấy ông nội giùm mấy. Keo liền thẹo là bá đạo trời đất luôn. Chứ màn hình nhỏ của ông nội đó, rồi tới quảng cáo mai. Chứ màn hình nhỏ của bà con bác là một cây mai trực lắc nồi đế khủng. Nói chung là lý do sao ông gọi là nồi đế khủng thì tại vì nồi đế khủng theo cái hoành cây của nó, chẳng hạn như có những cây mai mà khủng thì theo những cây mai sát nó bự hay kia, còn đây là em đang nói khủng theo cái cây mai này, chứ không có gọi là cái cây mai này nó nhỏ mà khủng đâu. Chiều cao của nó là 56, hoành 23, cũ nè 48. Để găng tay vô nè, quay nè, thấy không? Cũng như về nhà trồng cây mai này, trồng chậu 4 tắc lọt lòng, chậu 4 tắc lọt lòng. Về nhà trồng sao cho nâng cây lên, chứ đôi khi có những anh em trồng biết rằng ủ nó khỏe cây, nhưng mà mình cứ trồng nâng cao lên, rồi lúc đó phía sau mình phủ sợi dừa lên, rồi về sau vậy trồng thành phẩm gì mình bới xuống, nó khỏe cây mình bới, có quyền mình bới xuống, chứ không phải trồng chìm quá mai mốt mình mất công mình nâng cây lên nữa, nó kỳ lắm. Tại vì lúc đó làm cây nó đã nâng cây gì rồi, về nhà cứ trồng thôi, trồng cao lên. Nãy giờ ho, không lẽ bà chị Vi mình bả về tới đây sao ta. Cây số 9, cây số 9 này em giao lưu giá bà con cô bác là 5.200.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Rồi giờ em lên cây số 10. Rồi cây này là cây số 10 bà con cô bác ơi. Số 10 trực lắc đế sổ đều bốn mặt. Thiếu chỗ này xíu, quên, thiếu đây nè. Nó có mà nó móp vô, bây giờ em không có làm nữa. Còn vấn đề mấy mặt mặt tiền đi nè, dịu nè, mặt hậu đó, bên đó mặt hậu, bên này mặt tiền nè, thấy không? Ok hết nha. Tại thiếu mặt hông. Chiều cao 47, hoành eo 31, cũ 49, 5 chậu 40 lọt lòng nha bà con. Trên mình nó mang theo một vết thẹo, vết tích ngày xa xưa ông cha ta để lại. Đây, cha nội vườn cắt em, cắt giật nó, rồi bô keo giờ đang lắp rồi, cứng như cục đá luôn, chứ không phải là gọi là nó mục nha. Quay vòng nè, đó. Nói chung là làm clip thì em cứ làm cái nào cho chân thật nhất, bởi vì nhiều số anh khách hàng với anh em tin tưởng em lắm, nói em thật, em vậy, em thật, mua bán là phải thật tình.
cái đôi khi mà giấu giếm dụ như cây mai mà có không có thẹo, mình nói có thẹo mà không nói có thẹo nó kỳ lắm. Về nhà cái nhận kêu cây này có thẹo mà mày không nói anh này kia, giống như ngày hôm qua tự nhiên cha nội kia nhắn tin chửi mình, không nói thật sự luôn, tự nhiên nhắn tin lên Zalo bán mắt rồi để làm củi gì. Ôi trời ơi, thiệt tình em nói thiệt chứ mấy anh đó thiệt nghe thấy buồn lòng quá. Cây này là cây số 10, cây số 10 này em Zalo giá bà con cô bác là 6 triệu, rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Giờ em lên cây số 11 rồi, cây này là cây số 11 11 theo tiếng Latin quanh quanh. Em nói em bữa mấy anh kia anh kia đù, em nói tiếng Anh luôn ha, chuyện nhỏ nói gì, cái tiếng gọi là cái tiếng Pháp em còn nói được. Cái này gọi là cái cây mai dáng chật nhưng mà bá đạo trời đất, là tại vì nè để găng tay vô nè, thấy không, nó bị lủng hết lỗ bởi vì em trừ con rễ này nè. Vậy sao nó bự, nó lấp lỗ này ra, quan trọng là thời gian thôi. Mình làm bất cứ việc gì đó, cái điều quan trọng nhất đó chính là thời gian. Cây mai này nhìn đẹp và cú luôn trời. Quanh em nói bà con nghe, cái vàng này mà nói vấn đề mà gọi là bonsai ha, trước giờ nhiều anh em cứ nói là em là cái thằng bá đạo bán mai vàng bonsai, tại vì em chuyên bonsai trước giờ em ít. Trời mày lớn lắm. Lớn phải giữ mới trời. Hoành này hoành 29 năm ly, cũ nành nha, cũ ngang chỗ này là 48, cũ ngang mặt đất 57, chiều cao từ đọt chủ xuống tới mực nước biển 52, từ cái đít này qua tới cái cành phóng bên này nó là 52 luôn. Ôi chiều vuông đó, dụ như mình nuôi mình múa nè, nó cốt cành ra đây nguyên cái mâm chỗ này, bắt cái đọt ra đây xíu, còn bên này ra đây ha, bên đó là bên mặt tiền đó, ra đây nè, thả cành nhẹ ở đây cái nè, tại chỗ này nó trống, múa từ sau mà chỗ này cũng được, múa xuống dựng đọt lên, múa ra, múa ra, múa ra, bên này nè có một cành để mình lắp lại cái mặt hông bên này gọi là mặt thành phong đó, lắp ra bên này đó, nếu mình nuôi vậy bên này nó sẽ trống được nguyên cái đường thân này lên hết. Nó bonsai là gì, nhìn vô thấy chân đế cành, ơ quên, chân đế thân. Cây số 11, cây số 11, cây số 11 này em Zalo giá bà con cô bác là 6.800.000, rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Nếu ai coi clip này thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp em nha. Giờ em lên cây số 12, trả lời cây này là cây số 12. Bà con cô bác ơi, lâu lâu trên clip em đặt tới này em sẽ kèm thêm bán những cái cây mai lớn hoặc là cây mai chuẩn bonsai mà sát nó lớn chút xíu, lớn có thể gấp đôi những cây kia. Thì nhà em rất nhiều nhưng có cái thì em không dám lên một lần, tại lý do lên một lần ví dụ như 10 mà mấy cây cái sẽ ví dụ như những mức giá lớn thì sẽ có những khách hàng, lâu lâu có khách hàng chỗ thôi, còn mức giá trung bình thì rất là nhiều khách, bởi vậy em sẽ lên từng giá chứ không phải bán một ngày một mà nhiều một giá một, bởi vì nó mất hay. Em đem em gọi là mình pha trộn vô đó. Cây mai này thì em nói bà con cô bác nghe, chuẩn tuyệt đối bonsai, đế thân cành chuẩn tuyệt đối luôn, một thân một cốt to lắc 3D. Nhưng mà nói tóm tắt lại á, to lắc BD đây, trời ơi cây mai đẹp bà cố luôn. Hoành vẫn câu nói cũ, hoành không nói lên được tất cả. Đây hoành chỗ này, cái này là chỉ nhóm nhóm xù thôi, có 29 thôi, coi như 30 à, 30 nghe bà con. Chiều cao, chiều cao 63. Nhiều anh em cứ nói hoành á, mày bán hoành gì, mày bán giá gì, mày xem có ai mua không tài. Ví dụ như em nói thiệt mọi người ha, chắc mọi người nếu mà dân chơi bonsai, nhiều khách hàng chơi bonsai cũng biết ở dưới em có một cái phôi mai 30 hoành, một cây đổ, một cây bay. Hiện tại giờ giá là khoảng chừng gần 100 triệu cặp đó mà vẫn chưa bán. Cặp đó là cặp tới nái trời đất luôn. Hiện tại bây giờ cặp đó là của em. Anh ở trên Đồng Nai và anh Sài Gòn làm bữa giờ là bao nhiêu lần rồi. Em quay vòng lại bà con coi cái này ha. Nói sợ đôi khi mọi người không tin cái nghệ thuật nó vô giá. Cây vô thế này cái ui nó khó, nó tùm lum tùm lá, trên cây này nó có thẹo nè.
chỗ này ngày xưa cắt giật lại bà con, để ba ngón tay vô là lắp, hai ngón tay vô còn thiếu chút xíu, ba ngón tay vô là lắp dư luôn. Một thân một cốt, củ, đế, thân, cành, chuẩn cây, được các bông đẹp nữa. Trời đất ơi, mà mua của cu tài em nữa, biết gì không? Chết tài thường cho. Đó. Rồi cây này là cây số 13 phải không? 12 à? Cây số 12. Cây số 12 này em giao lưu giá bà con cô bác là 11 triệu. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Nếu ai coi clip này thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp em. Nếu ai muốn đè giá này cứ alo nhẹ cu tài em cái số điện thoại 0912 256 2 nono. Giờ em lên cây số 13. Dạ rồi, cái này là cây số 13 bà con cô bác ơi. 13 đó. Cây này gọi là cây quái, cực đẹp luôn, nhìn ở ngoài rất là đẹp. Cây đang lên sầu, hoành 26. Nào, quan trọng những cây mai bonsai nó đơn giản thôi, mê chỉ là cụ đó. Sao dữ vậy trời ơi. 62 là em đo, còn mấy phân nữa là xuống mặt đất đó. 62 còn ngang ở đây nè, 55 hoành nó có 20 mấy, củ ngang ở đây 62, ngang chỗ này 52, 55, chiều cao 40, đó, gọi là bonsai chưa? Bởi vì nhiều qua anh kia nói, mày biết gì về bonsai? Trời ơi, lẽ em nói thiệt, bà con mọi người, em là người làm cây, mình làm theo gọi là nghệ thuật thôi, chứ không có ai gọi là biết cây cối gì hết trơn á. Mình là mình chỉ chuyên theo cái môn chuyên là bonsai mà dạng mình. Mình cứ cắt theo cái lối thế của mình cầm nghĩ ra. Đôi khi những cái cây mai này nó thiệt chứ, bữa là cành nó ra gì nó dựng lên à. Em vẫn phá theo cái đường nét nào đó cho nó cây nhìn nó có một cái nghệ thuật thôi. Mà vẫn bị cà khịa, nó khổ vậy. Làm cái gì cũng bị nói. Đời bất công. Cái này cái số 13, cái số 13 này em giao lưu giá bà con bác là 4.600.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Nói chung là trong những cái clip thì em vẫn hay có câu nói là em xin lỗi bà con nãy giờ có gì nói gì đó sai, mong bà con thông cảm bỏ qua cho em. Rồi giờ em lên cây số 14. Dạ rồi, cây này là cây số 14 bà con cô bác ơi. 14 thú. Thú trực đế, đế bốn mặt luôn. Bạn nói đôi khi gọi là cái duyên số mình mới mua được cái vàng mai này, và duyên số mình mới có quen biết được một số khách hàng. Mỗi người mỗi ngày có một người bạn, mỗi ngày có một cô chú bác anh chị mua ủng hộ mình. Duyên, cái duyên số người, cái chuyện gì nó đến với mình, người ta gọi là đờ mờ, là điện mệnh. Chiều cao của nó là 49, hoành eo ở đây 26 năm ly ở đây, 39 năm ly đây, đo không được à, hết đường đo bà con, đế nó sổ quá. Đó đây 71 nuôi ra, cái này em cắt hơi dài tại vì sao em chưa biết tược nó mọc đây hay là mọc ở đây. Bây giờ em cứ để đây thì nó sẽ ra những cái tược clip chí lên trong này nè. Đó, mình cắt ra mình nuôi mâm nguyên mâm gì nè, mâm gì nè, vậy nè, gì nè, nó trồng chéo nhau, dựng cái đọt lên trên, múa xuống nó sẽ ra cây. Cái này cái hình thú nó sẽ có một cái mặt hẹo bên này, hẹo này đừng có lo bà con, cây của em đã bao hàng rồi bà con, về nhà cầm búa đập không bể nổi nữa, nó không bị mục đâu. Nó quay vòng nè, đế là đế bốn mặt luôn đó, bụng xuống phệ xuống đàng hoàng nha. Cây này chưa bô keo nữa, làm gấp quá. Rồi cây này là cây số 14. Cây số 14 này em giao lưu giá bà con cô bác là 6.200.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Em cảm ơn bà con cô bác nãy giờ đã theo dõi 10 lô 4 clip phô mai của em trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay giá của em đưa ra là bao ship toàn quốc, hy vọng sẽ được bà con cô bác ủng hộ em trong clip này. Trong mỗi clip từ 1 đến 14 em có nói gì sai em mong bà con cô bác cũng bỏ qua cho em. Em chào bà con cô bác, hẹn bà con cô bác trong clip ngày mai.